vốn 5 triệu thì có mở kinh doanh được không? Được nhá, hoàn toàn được, kể cả không đồng vẫn làm được. Nó chỉ có gặp khó khăn như sau này: tiền ít thì mình làm theo kiểu ít, cho nên sẽ vất vả hơn chuyện là có vốn để nhập hàng nhiều, để có thể là phát triển theo nhiều kênh thôi. Thì bây giờ mình có ít tiền thì mình sẽ xây dựng theo kiểu ít tiền. Mình cũng bắt đầu từ cái lúc mà mình không có một đồng tiền nào cả. Thì thời điểm đấy thì mình bắt đầu là mình đi làm cộng tác viên này, hoặc có thể đăng ký dropship với một bên shop, một công ty nào đó. Mình có nghĩa là mình bán hàng trước, sau đó nhập hàng sau, sau đó đóng gói và chuyển hàng, nhận hàng thu tiền. Đó, như thế thì sẽ không bị mất vốn. Chỉ cần các bạn có ý tưởng, các bạn muốn bán hàng là có thể làm được. Và khi bạn cầm cái số vốn 5 triệu trong tay thì bạn sẽ làm cái gì? Thì theo như cá nhân mình thấy, cái tiền đấy bạn nên ưu tiên dành cho hai việc, hai mục đích sau này. Thứ nhất đó là tiền để dùng để nhập sản phẩm và chụp ảnh sản phẩm. Thứ hai là tiền bao bì đóng gói và tiền vận chuyển. Đó. Còn lại đồng thời song song quá trình mình làm như thế thì mình sẽ chuẩn bị những cái kênh để mình có thể bán hàng. Ví dụ như group, hay ví dụ như Google là Fanpage, hay là sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, hay là TikTok. Đó, xây kênh dần. Sau này khi mình bán được hàng rồi, mình tích lũy được vốn thêm, lúc đó mình sẽ bắt đầu mình triển khai, mình đẩy mạnh thêm về marketing, đẩy mạnh thêm về vấn đề về nhập hàng để mình bán tiếp.